Diễm Thi và Trân Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin sáng thứ ba ngày 15 tháng 5 với một số tin tức đáng chú ý đầu ngày. Vina Lines thua lỗ, cắt 83% kế hoạch mở rộng đội tàu. Đã tìm thấy hộp đen của chiếc Superjet 100 đâm vào núi. Kính thưa quý vị, Tổng công ty hàng hải Việt Nam Vina Lines cắt giảm 83% kế hoạch mở rộng đội tàu sau những chỉ trích về hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả trong thời gian qua. Báo mạng Thanh Liên hôm qua cho hay kế hoạch mở rộng bị cắt giảm ước khoảng 3,26 tỷ đô la so với tổng kinh phí dự kiến đưa ra ban đầu. Vinalize cho biết tính đến cuối năm ngoái, đội tàu gồm 154 chiếc với tổng trọng tải 3,4 triệu tấn đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hải 45% cho hàng hóa Việt Nam. Theo kế hoạch mở rộng ban đầu, thì tổng trọng tải cho đến năm 2015 của Vinalize sẽ tăng lên 15 triệu tấn Nay, mục tiêu được giảm xuống còn 5,6 triệu tấn vào năm 2020. Vinalize vừa bị Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam cho biết trong năm ngoái lỗ hơn 1.200 tỷ đồng dựa trên kết quả kiểm tra hoạt động giai đoạn 2007-2010. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu trong năm 2007 là 14,15%, thì đến năm ngoái tỷ suất này đã giảm là âm 14,8%. Từ năm 2005 cho đến năm 2010, Vinalines đã mua 73 chiếc tàu của nước ngoài, chủ yếu là tàu cũ đã qua sử dụng. Lực lượng đặc biệt của Indonesia hôm qua đã vượt qua một sườn núi lửa dốc để đến đuôi chiếc máy bay bị nạn hồi tuần rồi, nhằm thu hồi chiếc hộp đen ghi các thông tin vận hành vào lúc máy bay lầm nạn. Đội biệt kích cho biết đã phát hiện vị trí của chiếc hộp đen. Tuy nhiên cho đến lúc này chưa phân tích các dữ kiện để xác định nguyên nhân khiến chiếc phản lực cơ Sukhoi 100 đâm vào núi lửa Salat làm thiệt mạng tất cả 45 người trên máy bay. Nhà sản xuất chiếc Sukhoi Superjet 100 hôm qua lên tiếng nói rằng chiếc máy bay bị nạn là chiếc thay thế cho máy bay làm nhiệm vụ trong tour khuyến mãi này. Phát ngôn viên nhà sản xuất nói chiếc máy bay này khác với loại phi cơ đã khuyến mãi giai đoạn 1 tại Kazakhstan và Pakistan. 17 người bị thương vì một trái nổ gài bên đường tại khu vực Nam Thái Lan. Trong số này có 10 nữ dân quân và một thường dân. Vụ nổ nhắm vào các nhân viên an ninh Thái Lan đang trên đường làm nhiệm vụ, trở về từ một hội chợ thường niên tại Patani. Tình hình bất ổn tại ba tỉnh miền Nam Thái Lan, Patani, Natathirwat và Yala khởi phát từ năm 2004. Hầu như ngày nào cũng xảy ra những vụ tấn công bằng bom hay súng nhắm vào cả binh sĩ nhà nước và thường dân, cả người theo đạo Phật cũng như theo đạo Hồi giáo. Trong 8 năm qua, đã có hơn 5.000 người bị thiệt mạng tại khu vực này. Thưa quý vị, Trung Quốc hôm qua lên tiếng tố cáo Đức Đạt Lai Lạt Ma nói dối khi cho rằng nhiều mật vụ người Hoa đã huấn luyện cho các phụ nữ Tây Tạng cách thức ám sát vị lãnh đạo tinh thần của người dân Tây Tạng này. Cách thức được nêu ra là các phụ nữ Tây Tạng sức thuốc độc vào tóc hay khăn choàng để làm Đức Đạt Lai Lạt Ma nhiễm độc vào lúc đặt tay lên đầu họ để chúc phúc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố lời cáo giác của Đức Lạ Lai Lạt Ma không đáng tranh cãi và cơ quan này nói là Ngài thường xuyên đưa ra những thông tin sai lệch. Tờ Global Times của Trung Quốc nói rằng nếu Trung Quốc muốn ám sát Đức Đại Lai Lạt Ma thì đã có thể thực hiện bất cứ lúc nào chứ không cần phải đợi đến khi ngài 76 tuổi như hiện nay. Mỗi năm có hàng trăm ngàn người đến Sala tại Ấn Độ để hành hương kính viếng Đức Đại Lai Lạt Ma. Mỗi khi ngài ra nước ngoài cũng có rất nhiều tín đồ thành kính vây quanh ngài. Đức Đạt Lai Lạt Ma thường đặt tay lên đầu để chúc phúc cho họ. Trong một diễn tiến khác, Đức Đạt Lai Lạt Ma lúc nói chuyện với tờ Telegraph của Anh Quốc đã cho biết Ngài có thể là vị Đạt Lai Lạt Ma cuối cùng của Tây Tạng. Điều này nhằm chấm dứt sự can thiệp của Trung Quốc vào công tác chọn vị Đạt Lai Lạt Ma kế tục sau khi Ngài qua đời. Các nền kinh tế tại Á Châu có khả năng tốt hơn là các nơi khác để tránh những tác động của tình hình khủng hoảng tài chính ở châu Âu. Hãng lượng định tín dụng Fitch đưa ra nhận định vừa nêu vào ngày hôm qua, Nhân vật phụ trách khu vực Á Châu Thái Bình Dương của Fitch cho biết các nền kinh tế Á Châu lệ thuộc nhiều hơn vào các hộ gia đình ở nước ngoài và giới tiêu dùng ở những nơi đó mua hàng xuất khẩu của châu Á. Các nền kinh tế Á Châu không lệ thuộc nhiều vào các ngân hàng nước ngoài cung cấp nguồn vốn cho họ nên họ tránh được tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính ở lục địa châu Âu. Trong khi đó, Trung Quốc cuối tuần qua loan báo sẽ cắt giảm nguồn tiền mặt phải dự trữ của các ngân hàng. Biện pháp này được đưa ra sau khi trong tháng qua, mức tăng sản xuất công nghiệp giảm xuống đến mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Thương mại trong tháng 4 của Trung Quốc cũng bị đình trệ. Tăng trưởng trong quý 1 năm nay của Trung Quốc dừng lại ở mức 8,1%. Đây cũng là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 3 năm qua ở Trung Quốc. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ apetungviet.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achoutuzo.info. Quý thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rva.org. thi và Trần Như xin kính chào tạm biệt quý vị.